Xin chào các bạn, hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về chế độ ăn cho người điều trị ung thư dạ dày trước và sau khi phẫu thuật. Chế độ ăn trước khi phẫu thuật của người bị ung thư dạ dày. Trước khi mổ, người bệnh thường có các biểu hiện lâm sàng như đờ ẫn, khó tiêu hóa và chướng đau. Do vậy, người bệnh cần có chế độ ăn với những thực phẩm dễ tiêu hóa và hấp thụ, ưu tiên những thực phẩm tươi non với giá trị dinh dưỡng cao. Bệnh nhân nên dùng rau xanh non làm thức ăn chính trong bữa ăn, kiêng ăn thức ăn thô ráp, khó tiêu hóa và lượng dinh dưỡng thấp. Bên cạnh đó, người bệnh nên hạn chế ăn thực phẩm có nhiều tinh bột và đặc biệt không được ăn nhiều cơm trước khi mổ. Chế độ ăn sau khi phẫu thuật ung thư dạ dày. Sau khi phẫu thuật, người bệnh thường bị suy khí huyết nên thường có biểu hiện thân nhiệt hạ thấp, toàn thân bứt rứt khó chịu, dạ dày và bụng thường chướng đầy. Do vậy, người bệnh nên ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, chọn các loại thức ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa và có giá trị dinh dưỡng cao. Bệnh nhân điều trị ung thư dạ dày sau khi phẫu thuật cần tuyệt đối kiêng thuốc lá, rượu bia và đồ ăn cay kích thích. Không ăn thức ăn có nhiều chất béo như thịt mỡ, gà béo, thịt quay. Những thức ăn thường kiêng là lạc, khoai lang, bí ngô, papa, khoai tây, gạo nếp, thịt mỡ, vịt béo, gà và các món ăn muối. Với người bệnh được điều trị bằng thuốc hóa học, thường có phản ứng ở đường tiêu hóa dẫn đến hiện tượng nôn mửa, chướng bụng, tiêu chảy hoặc đại tiện bí. Do vậy, cần kiêng đồ ăn cay, kích thích, thức ăn rán hoặc tẩm hương liệu. Với người bị khí trệ, thường có triệu chứng đầy bụng, chán ăn, tiêu hóa khó khăn hoặc đau quặn ở bụng, nên kiêng các loại thức ăn gây tắc khí như thực phẩm có lượng carbohydrate cao, chất béo, chất bổ hoặc đồ ăn nướng. Nếu bệnh nhân bị tỳ vị, suy yếu, thường tiêu chảy, khó hấp thụ, người gầy yếu, mệt mỏi, nên kiêng thức ăn hoạt huyết tiêu đạo như củ cải, sơn trà và thực phẩm có nhiều dầu mỡ. Với bệnh nhân bị tỳ vị hư hàn, triệu chứng thường gặp là sợ lạnh, đau bụng, nên kiêng cua do chúng có tính hàn gây bất lợi cho tiêu hóa. Ngoài ra, bệnh nhân cũng cần tránh uống nước lạnh. Với bệnh nhân bị nhiệt, thường có biểu hiện bụng cồn cào, mặt đỏ bốc hỏa, chân tay run hay khát nước, đại tiện bị táo bón hoặc dính máu, nên tránh đồ ăn nóng như tỏi, ớt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích. Ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui khỏe mỗi ngày.